Trận lũ lịch sử vừa qua đã gây nên thiệt hại nghiêm trọng cả về người và của tại tỉnh Quảng Bình nói riêng và các tỉnh thành miền Trung nói chung. Hầu hết tài sản của bà con vùng lũ đều đã bị nước cuốn trôi. Tuy nhiên, vẫn có hàng ngàn hộ gia đình đã có được chỗ tránh trú, vừa an toàn cho tính mạng, lại vừa bảo đảm được tài sản gia đình nhờ những ngôi nhà tránh lũ. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Quảng Bình. Cơn lũ lịch sử đi qua, nhiều hộ gia đình tại tỉnh Quảng Bình lâm vào cảnh trắng tay vì tài sản bị lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, gia đình chị Dương Thị Trình, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy thì may mắn hơn. Không chỉ bảo đảm được tính mạng, cất giữ được tài sản, tránh được mưa lũ, mà còn tích trữ an toàn lương thực trên những ngôi nhà tránh lũ. Cũng may mắn, có cái chỗ mà lên, có bà chỗ mà đừng cái bộ áo khôn, có chỗ mà đừng là được cái bếp mình mà bắt cái nên mà nấu cái hô cái chảo mắn chứ không thôi không có cái chỗ nữa là vất vả là trôi hết luôn. Ngoài hộ nghèo hộ khó khăn ra thì ta nhân rộng các hộ gia đình mà trước có đủ điều kiện để xây nhà vượt lũ thì nên hỗ trợ để họ xây nhà vượt lũ trong khu vực là có lũ lụt. Toàn tỉnh Quảng Bình hiện có gần 25.000 ngôi nhà tránh lũ được xây dựng nhờ chính sách hỗ trợ của chính phủ và nguồn vay vốn hỗ trợ hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Bình. Trong cơn lũ vừa qua, những ngôi nhà tránh lũ này đã bảo đảm được an toàn tính mạng, tài sản cho hàng chục nghìn hộ dân. Đề nghị chính phủ các bộ ngành cùng nghiên cứu, làm sao đó thì kéo dài cái chương trình cho vay hộ nghèo để xây dựng nhà ở, để phòng chống bão lụt và kể cả nâng mức cho vay lên và mức hỗ trợ ngân sách nhà nước lên. Đồng thời cũng nên mở rộng đối tượng hộ cận nghèo cũng có thể vay cái chương trình này. Việc xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lũ không chỉ giúp người dân kiên cố hóa nhà ở, yên tâm sản xuất, xây dựng cộng đồng an toàn, mà còn góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, chủ động giảm nhẹ tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu.